lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, kiểm tra, thu giữ hàng tấn thực phẩm không có lai lịch rõ ràng như cua cà ra, nầm heo, lườn vịt, đang chuẩn bị đưa tới các nhà hàng tiêu thụ. Cụ thể, tối ngày 3 tháng 5, đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương, thông tin, đội quản lý thị trường số 11 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, phối hợp với đội 7 BC03 Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra một hộ kinh doanh thực phẩm tại số 6, ngách 4 đường phía Nam, thôn Kỳ Thủy, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội vào ngày 3 tháng 5. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 1.520 kg thực phẩm là nầm heo, lườn vịt, đùi vịt các loại, nhưng không có bất cứ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc của lô thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở này cũng chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định. Liên quan vấn đề thực phẩm, trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đội quản lý thị trường số 7 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp đội cảnh sát giao thông số 1 Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phương tiện vận tải do Đặng Đức Minh làm lái xe, kiêm chủ hàng. Trên xe có 950 kg cua cà ra dạng con, đóng trong các rọ nhựa. Lái xe Đặng Đức Minh cho biết đã thu mua số cua này trên thị trường trôi nổi để bán cho các nhà hàng làm thực phẩm. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị cơ quan chức năng tịch thu, lập biên bản xử lý và yêu cầu tiêu hủy theo quy định.